Xin kính chào anh em nhé. Đây, em xin giới thiệu anh em đây là lá côn vi ốt 1.5 này, Atit này. Đấy, bàn ép Fortuner, bàn ép Hilux, bàn ép Fortuner Hilux xịn này. Bàn ép Fortuner đường kính 26-27 này. Xpander lá côn bàn ép BT này, Xpander này. Kia Pride này. Đấy. Cái này lá côn của Ford 1.6 này. Đấy. Đây lá côn Innova. Bộ côn Innova. Wigo, bộ côn Wigo Hilux. Bàn ép Vios, bàn ép Vios. Vios 1.3, 1.5 xịn, lá côn dây. Bàn ép Vios Asin. Côn Vios 1.5. Bàn ép Vios Atit. Lá côn Innova này. Đấy. Lá côn Innova Asin nhá. Lá côn Innova Asin. Bàn ép Innova. Bàn ép Camry 2.2. Đấy, lá côn Camry. Lá côn ghép. Đấy. Lá côn Nubira 1.6. Molling đời cao. Lá côn Daihatsu. Và rất nhiều loại nữa, Bongo. Vân 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 vân. Lá côn Accent, lá côn Accent. Bàn ép Accent. Hàng xịn nhá. Đấy. Bàn ép Jolly, vân vân. Đấy. Anh em hãy đăng ký kênh của bên em để có những cái báo giá tốt nhất nhá. Đấy. Bên đây là cái đè. Như cái củ đè này là của xe lưng này, PC. PC bao nhiêu đấy? 990 này. Đấy. Củ đè La 04, củ đè Morning, củ đè Ranger, củ đè Captivan, kết sinh hàn La 10. Đè Ranger này. Đấy, đè Ranger. Đấy, củ đè xe lưng này, Samsung 1 tấn này. Đấy, củ đè 626 này. Đấy, và rất nhiều các củ đè khác nữa nhá. Anh em hãy đăng ký kênh bên em nhá, để có những video em gửi đến anh em cùng xem.